Chào mừng bạn đã quay trở lại series tự học guitar đệm hát. Mình là Trường, đã theo học chuyên ngành guitar tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vậy là trong những bài học trước, bạn và mình đã cùng nhau tìm hiểu những kiến thức quan trọng trong việc đệm đàn. Thời gian qua, mình đã không thể ra được nhiều video cho các bạn vì mình phải tập trung ôn luyện cho chương trình tốt nghiệp đại học tại Nhạc viện. Nhưng hiện giờ, mình đã chính thức tốt nghiệp. Bởi vậy mà mình sẽ trở lại với các bạn để cùng các bạn đồng hành trên con đường chinh phục âm nhạc và guitar. Trong bài học này, mình sẽ nói về khái niệm cung và nửa cung trong âm nhạc. Nếu bạn để ý trong giới tự nhiên, giữa hai thực thể khác nhau bất kỳ sẽ luôn luôn tồn tại một thứ đó gọi là khoảng cách. Có thể là khoảng cách về địa lý, trình độ, mức độ tiến hóa hay thậm chí là giàu nghèo. Nhưng tựu chung lại, bất kỳ khoảng cách nào trong giới tự nhiên cũng sẽ được tính toán và đo lường bởi một hệ thước đo nào đó. Trong âm nhạc cũng vậy. Giữa những nốt nhạc khác nhau thì cũng sẽ tồn tại khoảng cách, và khoảng cách đó chúng ta gọi là cung. Trong 7 nốt nhạc cơ bản, khoảng cách cao độ của chúng không đều nhau, sẽ có khoảng cách là một cung và khoảng cách ngắn hơn gọi là nửa cung. Bây giờ mình sẽ viết 7 nốt nhạc cơ bản. Đô, rê, mi, fa, son, la, si và quay trở lại đô. Ở đây, khoảng cách cao độ của đô rê, rê mi, fa son, son la và la si. Khoảng cách của chúng sẽ là một cung và ta sẽ ký hiệu là đường vòng như mình đã viết ở trên bảng. Còn khoảng cách cao độ của mi fa và si đô sẽ là nửa cung, tức 1/2 cung. Ở đây ta có thể hiểu là mỗi cung có thể chia ra làm hai nửa cung, ta sẽ ký hiệu là đường nhọn. Mi fa và si đô. Ở đây mình sẽ ký hiệu một cung, 1/2 cung, một cung và 1/2 cung. Do ảnh hưởng của dấu hóa nên ta có thể phân chia tiếp như sau. Đầu tiên là đô, đô thăng hoặc là rê giáng, rê, rê thăng hoặc là mi giáng, mi. Tiếp theo là fa, fa thăng hoặc là son giáng, son, son thăng hoặc là la giáng, la, la thăng hoặc là si giáng, si và đô. Sau khi đã thêm dấu hóa, bạn có thể để ý trên bảng khoảng cách giữa đô và rê là một cung. Vậy thì khi chèn giữa khoảng cách đô và rê, đó là đô thăng hoặc là rê giáng, thì chúng ta có thể chia nhỏ thêm như sau. Khoảng cách giữa đô và đô thăng hoặc là đô và rê giáng sẽ là nửa cung, ký hiệu là gạch nhọn. Tiếp theo, tương tự, chúng ta sẽ ký hiệu tiếp lên trên bảng. Cũng là nửa cung, nửa cung, nửa cung, nửa cung. Bởi vì ở đây khoảng cách giữa mi fa và si đô đều là nửa cung, nên chúng ta gọi là mi thăng thì nó sẽ là nốt fa luôn. Nửa cung, nửa cung, nửa cung, nửa cung, cho đến hết. Chắc hẳn qua mô tả vừa rồi, các bạn đã hiểu được khái niệm khoảng cách trong âm nhạc, cũng như bạn đã hiểu được cách tính toán cung và nửa cung giữa các nốt nhạc. Đây là những khái niệm nền tảng rất quan trọng trong âm nhạc mà bạn nên nhớ, vì phần kiến thức này sẽ là tiền đề giúp bạn phát triển kỹ năng suy luận hợp âm đệm đàn một cách có hệ thống. Bạn hãy luyện tập bài học này bằng cách viết ra giấy các chuỗi nốt nhạc liên tiếp và đánh dấu khoảng cách tương ứng giữa chúng. Như vậy, khi bạn bước vào bài học sau, bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được cách xây dựng bộ hợp âm đệm đàn theo từng giọng cụ thể. Xin cảm ơn các bạn vì vẫn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình.
Mình biết kênh của mình thiên nhiều về kiến thức học thuật nên có thể sẽ không phù hợp với đại đa số mọi người. Nhưng có một điều mà mình chắc chắn, đó là những bạn đang theo dõi và thường xuyên xem kênh của mình thì đều là những người rất ham học hỏi, có kiến thức và trình độ trong xã hội. Đặc biệt các bạn đều là những người rất văn minh trong nghệ thuật. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những bài học sau.